và người miền Trung. Tôi sinh ra lớn lên trên dải đất miền Trung, nắng nắm mưa nhiều, mà má tôi những người nông dân quen với bùn đãi dãi nắng dầm mưa. Nhà tôi ở cạnh con sông nhỏ, nguồn thu nhập chính của gia đình phụ thuộc vào vài đám ruộng ngập ngụa phèn chua nước nợ, cùng với mấy sở lò trên nhánh sông nằm phía sau hạ sông nguồn. Mỗi sáng anh em tôi háo hức ra bến đón ba đi mò bể mớ tôm cá vừa vớt lên khỏi mặt nước, nhảy đông đúc theo tiếng cười của lũ trẻ giòn tan. Những trưa nắng gắt, 10 đứa con nít kéo nhau ra sông quấy đập tung tăng. Con sông yêu thương là vậy, bỗng một ngày trở nên giận dữ. Mới hôm trước, bà nhíu mắt nhìn trời rồi hào hứng: "Má nó ơi, tình hình đi chắc độ dăm bữa nữa là có mưa to rồi. Mưa đầu mùa cá tôm đi nhiều, tôi coi với bà xuống bỏ thêm đất cho chân nò, cột lại hàng rống, mưa xuống là làm xong không kịp, lại mất ăn chứ chơi." Vậy là cả nhà tôi hẹn nhau đi xén đất bỏ chân nò. Bà bảo: "Bỏ đất để chân nò vững hơn, một có về thì nò cũng trụ được. Hai lớn hơn, tôi 20 tuổi, nhưng giỏi phải biết. Những cục đất, hai nén vuông vức, to bự, có đầy cỏ bên trên. Hai còn nặn thật sâu giúp ba bỏ đất. Mấy ngày liên tiếp nặn nội với bùn với đất, ngâm nước đội nắng mà vui đáo để các bạn ạ. Bởi lẽ tất cả đều hy vọng khi mưa về, tôm cá lội đầy sông, gia đình sẽ có thêm nguồn thu nhập. Anh em tôi biết đâu có được tấm áo mới." Rồi mưa cũng đến, mưa to dần, mưa như chút nước. Chiều hôm trước, ba với hai chèo ghe đi nò, gió rít từng cơn, má đứng dưới mái hiên ngắm theo chiếc ghe chồng chành trên sông. Khuya, ba với hai quay về, cả người hai tôi ướt sũng, run cầm cập. Cậu thanh niên 15 tuổi, chưa kịp lớn, đưa tay đón lấy chén khoai trà, ăn ngon lành, chừng như đã quen với mùi vất vả. Khuya hôm ấy, ba xuống nò một mình. Những ngày đầu cá tôm chưa nhiều, ba động viên má: "Bữa đi chưa chi mô, mai mốt mới nhiều." Má gục gặc rồi mang cá tôm ra chợ. Trời vẫn mưa không ngớt, cả một vòm mây đen nghịt sang kín tựa những chiếc trúng một úp khít quả cầu tròn. Ba ngồi hơ tay trên ngựa chốc lát rồi giục hai thức giấc. Hai vừa dụi mắt vừa quầy thạ quả vọ lấy bó lạt tre bám đầy bụi hóng. Ba với hai lại xuống nò, lại cột mấy cây lóng vào nhau để giữ tấm sáng cho chặt. Chiều hôm ấy, má cùng ba đi nò, nước bắt đầu lên nhanh, đến giữa buổi chiều đã lưng lửng nửa con đê. Mưa, gió đánh quần bụi tre ngoài ngõ. Chốc chốc, mấy anh em chạy ra dòng nước. Nước lên nhanh như đếm được theo từng giây. Nhập nhoạng, tối ba má quay về, mắt má đã chưa đầy no nắng. Nước chảy xăng quá, gió lớn kiểu mi chắc nước lên nữa. Ngó bộ mùa đi này không ổn rồi. Đêm xuống nhanh, cuối cùng ba cũng đánh tiếng: "Thôi, chắc đập bỏ đó bà, để tôi với thằng cu đi xuống cất lồng lò lên. Rứa mai mô còn giữ được mấy que nò, không thì nó trôi hết." Lần này má nhất quyết không để hai đi bất kể hai có năn nỉ. Con bơi giỏi hơn má, chèo ghe cũng khỏe hơn má. Chiếc ghe vốn đã nhỏ, trong cơn nước bạc điên cuồng trông càng nẻ noi. Từ nhà nhìn xuống, chiếc ghe như cái nón lá quay cuồng trên dòng nước lũ. Hai bóng lưng gò trong gió,
như nước xiết mong manh hệt cuộc sống người dân nghèo miền Trung. Nước vẫn nên xóa toạc con đê tràn vào đồng ruộng, cuốn phăng mọi thứ trên đường nó đi qua. Cái xóm nghèo giờ trơ trọi trong màn nước bạc trắng mênh mông. Cuối cùng ba má cũng quay về. Má nhìn anh em tôi, trôi rồi con ạ, chỉ bấy nhiêu đó thôi. Đêm càng khuya, nước càng lớn. Ba với hai kê tất cả những gì có để kê được lên giường, lên sàn nhà, lên cả mái tôn. Đưa ba bao lúa, vại khô, vại khoai khô, can dầu hỏa, cả chiếc mền cũ nữa. Má cột đúng mấy chiếc nồi đen máu mó vào gốc ổi trước sân rồi nhấn chìm xuống nước cho khỏi trôi mất. Con heo làm vốn giờ cũng được lên giàn kê tạm đứng với chị em tôi. Một ngày, rồi hai ngày và ba ngày, cứ thế ngót nghét một tuần trôi qua. Nước rút dần, những gì còn lại chỉ là bùn đất. Cúc dâng bông hôm trước còn xôn xang nhỏ xáo, nay chỉ trơ vài cây que siêu vẹo. Cả xóm nghèo nặng nẽ trong chua xót. Năm ấy tôi 13 tuổi. Năm ấy má chạy vạy khắp nơi vay mượn từng bữa cơm. Con heo làm vốn cũng phải bán đi. Cho đến tận bây giờ đã hơn 20 năm, trong mưa tôi vẫn thấy là nước bạc tê cống, nó xót xa làm sao. Miền Trung quê tôi hàng năm phải gánh chịu bao trận mưa lũ, cả nắng cháy khô ruộng đồng. Nhưng những con người nơi ấy chưa từng thay đổi, chân đất lam lũ sẵn sàng đứng lên trước giông gió của cuộc đời để lắng lại nơi đáy lòng thứ tình người sâu lặng. Tháng 7, đại dịch Covid một lần nữa quét qua miền đất thương yêu này, nhưng tôi tin chắc rằng quê mình sẽ chiến thắng như đã từng vượt qua trận lụt lịch sử năm nào, bởi miền Trung vẫn luôn kiên cường mà mạnh mẽ và thấm đẫm tình người biết bao.